Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên cho các bác một em họa mi đẳng cấp luôn các bác nhá. Em này thì đuôi xòe các bác nhá. Mỏ vàng, chân vàng anh em ạ. Đây. Con này thì anh em mà ăn cám tam hoàng bên em ấy thì đảm bảo với anh em một chút thời gian thôi là sẽ thành vàng ươm luôn các bác nhá. Chỉ có điều mỗi cái là chủ họ chăm một vỏ bê quá, lông lá nó hơi xấu các bác nhá. Nhưng mà anh em yên tâm đi. Bản chất nó thì tốt các bạn, nên là cái bộ lông ngoài chỉ còn tầm nó đang xuống rồi các bác nhá. Anh em về anh em chăm một tầm tháng hơn tháng thôi là có bộ lông đẹp các bác nhá. Con này thì đấu đá cà phê ok thoải mái các bác nhá. Anh em về anh em chơi vô tư các bác nhá. Một em họa mi cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhá. Nếu anh em nào mà mang về chăm được nó khoảng tầm 2-3 tháng để nó đẳng cấp hơn nữa thì các bác chỉ chịu khó trong khoảng tầm 2-3 tháng thôi là có bộ lông cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Nó đang xuống lông các bạn, đuôi xòe rất là to luôn. Đấy, anh em nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Ngoài chim ra thì nhà em còn có cả cám chim nữa các bác nhá. Cám chim thì có cám chiếu, cám mi, chòe lửa, chòe than và cám trào màu, cám tổng hợp nữa anh em nhá. Anh em bố kết thì anh em ủng hộ em các bác nhá. Anh em nhìn đôi mắt nó này, xòe rất là to luôn các bác nhá. Con này cực kỳ đẳng cấp luôn anh em nhá. Điện đóm căng đét luôn, bóng bộ đẹp, đuôi xòe to các bác nhá. Coi là con chim này quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Anh em yên tâm nhá. Anh em lấy con chim này về anh em yên tâm luôn. À, bây giờ thì em sẽ quay cam sau cho anh em xem đầu mặt con chim này như thế nào các bác nhá. Nó phải nói con chim này đầu mặt quá đẹp luôn các bạn.
hot kinh khủng khiếp. Hot rất tốt này các bạn. Thấy chưa? Em lấy điện thoại quay cam sau nhá. Đây em mời các bác xem chân dung của em nó nhá. Mời các bác xem đầu mặt này. Đầu mặt con này quá đẹp luôn. Mặt nó kinh khủng lắm ạ. Cái lông lá này thì không thành vấn đề đâu các bạn. Các bác nuôi xong vụ lông nó khác đẹp thôi các bác nhé. Quan trọng là tố chất của con chim ấy các bạn. Chân thì coi này. Thank you.
em xin phép dừng clip ở đây nhá. Clip em cũng dài rồi đấy. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Bye bye tất cả mọi người. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nhá.